Huy xin chào tất cả quý cô chú anh chị đang theo dõi kênh xe cổ miền Nam. Và trước mặt Huy đây là một mẫu xe vừa được bên Huy mua về các anh chị. Toyota Fortuner máy xăng một cầu, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Một chiếc xe máy xăng chạy gia đình cực kỳ sướng các anh chị. Trang bị hộp số tự động 6 cấp, có chế độ Eco tiết kiệm nhiên liệu cũng như là chế độ Power khi anh chị mà chở tải nặng hay là anh chị muốn tăng tốc. Động cơ, hộp số, mọi thứ đã được bên Huy kiểm tra kỹ lưỡng, 176.1, và sẽ có chế độ bảo hành động cơ hộp số là 1 năm hoặc là 20.000 cây, cho nên chị hoàn toàn yên tâm. Bên hãng bên Huy thì có cam kết, có chứng nhận bằng văn bản và có bảo hành cho quý anh chị đầy đủ. Thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình xem qua nha. Xe hiện tại giá cực kỳ tốt luôn quý anh chị. Đấy, rất là tuyệt vời. Anh chị xem qua ha. Đó, ga lăng, lưới cản. Đấy, xe thành phố, đèn, anh chị nhìn nào, đèn sáng trưng. Đấy, rất là đẹp luôn, khe hở dưới các chi tiết. Mới vừa về bên Huy chưa có làm Maru, chưa có vệ sinh gì hết các anh chị nha. Nhưng mà chắc xe thì còn rất là mới. Và hiện tại thì xe này vỏ là còn nguyên bản theo xe nha quý chị. Đó, còn gai vỏ thì khá là ok. Đó, anh chị chạy thoải mái luôn. Khe hở dưới các chi tiết. Đấy, màu sơn. Anh chị không? Thấy độ đều màu của xe này. Đó. Rồi những cái đường găng, những cái khe hở vô các chi tiết. Đấy, khá là ok nha quý anh chị. Đây, vỏ sau bên tay. Đó. Rồi, mình sẽ xem sơ bộ phần nội thất. Với tay nắm cửa mạ chrome có công tắc rau và cửa thông minh. Tức là anh chị chỉ cần bấm vào nút này thì nó tự động lóc hoặc là mở lóc. Dán phim che mưa, rồi tắp bi cửa trước bên này. Vị trí để chai nước, chi tiết bọc da với những đường chỉ mai rất là đẹp, chi tiết mạ bạc, tay nắm cửa mạ chrome, công tắc lên xuống kính là auto tự động chống kẹt ở tất cả các cửa, lock and lock này, anh chị nhìn nè, những cái nút như thế này đẹp không? Rồi gương gập điện luôn, chỉ cần bấm vào là tự động gập. Ok, đây anh chị, lock sàn, hãy ghế da, anh chị nhìn không? Ghế chỉnh điện 8 hướng, túi khí đây, xe này thì tràn ngập túi khí, 7 túi khí là ngon quý chị. Bản máy xăng là bản cao cấp gia đình sử dụng của anh chị, khá là đắt tiền khi anh chị mua. Ghế này rất là ôm luôn. Xe được trang bị rất là nhiều những tính năng an toàn. Thì Huy sẽ cùng quý anh chị mình điểm qua nha. Vị trí để những cái ly nước, cửa gió, màu bạc này, khá đẹp anh chị. Cái này là mình kích hoạt cái cảm biến khoảng cách từ phía sau nha. Cái này là mình điều chỉnh độ cao thấp của đèn, mở nắp xăng, mở capo. Bằng nạp thắng, bằng nạp ga. Đấy, lót cao su. Rất là sạch sẽ ha anh chị. Vô lăng ốp gỗ bọc da, đàm thoại đanh tay điều khiển giọng nói, lại chuyển số trên vô lăng. Đấy. Đầy đủ hết quý anh chị. Xe này có công tắc cruise control này các anh chị. Chạy ở đường trường anh chị kích hoạt chế độ cruise control, ga tự động quý anh chị. Thì xe tự động chạy theo tốc độ anh chị đã thiết lập. Mình chỉ xử lý vô lăng và bàn đạp thắng thôi. Rồi, công tắc cruise đèn là auto. Tự động bật tắt quý anh chị, tự động bật tắt. Cho nên là khi anh chị để chế độ auto anh chị chạy là vô tư, không phải lo quên bật đèn. Tức là trời mà tối là nó tự động nó sáng, anh chị chạy vào hầm đồ này nọ các anh chị, nó cũng sẽ tự động thay sáng luôn. Khởi động nút bấm start nha, chỉ đạp thắng và nhấn nút thôi quý anh chị. Đấy, mặt đồng hồ 8 lô rất là đẹp. Hiện tại thì xe này Odo chuẩn quý anh chị nha. Đấy, Odo anh chị chuẩn nha. Lịch sử bảo hãng cũng được chủ xe đưa vào hãng bảo dưỡng cũng khá là ok. Đấy, cửa gió điều hòa bốn hàng bốn cửa cho hàng ghế phía trước, và điều hòa chắc chắn rồi. Bản máy xăng bản cao cấp này thì được trang bị hệ thống điều hòa tự động auto. Đấy, những cái cổng sạc USB, AUX, ổ lấy nguồn, hệ thống điều hòa cho dàn lạnh sau, trước và sau đều là auto tự động hết quý anh chị. Xe có hai dàn lạnh cho nên là lạnh cực kỳ nhanh và lạnh rất là sâu luôn. Đấy, wow, mua tại Toyota Tân Cảng bên Huy đây anh chị, cho nên là có sổ bên Huy, sách hướng dẫn sử dụng bên trong còn. Ngang này thì anh chị để những cái chai nước để có thể làm mát được cho quý anh chị nha. Rồi, ghế. Đấy, chất liệu da ghế còn rất là đẹp luôn quý anh chị. Gia đình đi mà ha, gia đình đi. Mà xe chủ xe đi không có nhiều cho nên là tức là không có chở nhiều người cho nên là những cái ghế trước ở bên phụ và sau á nó còn rất là đẹp. Còn đây hộp số 6 cấp của chị. 6 cấp chạy cực kỳ sướng của chị. Trước đây á thì anh chị sử dụng Fortuner 2016 thì chỉ có hộp số 4 cấp thôi.
4 cấp thì nó sẽ tiêu hao nhiên liệu hơn và chạy nó không có được mượt như hộp số 6 cấp của anh chị. Thì anh chị nào mà chạy rồi thì anh chị sẽ cảm nhận được ha, tiết kiệm hơn, bền bỉ và nó mượt mà hơn. Đấy, Eco Power là những cái tính năng chạy tiết kiệm nhiên liệu, cũng như là anh chị muốn vượt xe khác hay là chạy ở chở nhiều á, chở tải nặng á, thì anh chị kích hoạt chế độ lên. Đó, đây, những tính năng cân bằng điện tử của xe có hết, như hệ thống chống bó cứng phanh, rồi hệ thống hỗ trợ các anh ngăn dốc, rồi phân bổ lực phanh điện tử, ổn định điện thân xe. Đó, thì trước đây thì Fortuner nó hay có tình trạng gọi như là bị lắc cái gì đấy, Indonesia và 2019, nhưng mà sang cái mẫu mới này đã có tính năng cân bằng điện tử rồi, cho nên là anh chị chạy bao anh chị chạy luôn trước đây thôi, còn bây giờ là Fortuner đã trang bị rất là nhiều những cái tính năng, và thực sự là không thua kém bất kỳ đối thủ nào cả, và bền bỉ ha, kiểu dáng thiết kế cũng khá là mượt, cũng rất là được khách hàng chuộng lắm quý anh chị. Đấy, cái mẫu này có của Control, rồi có cân bằng điện tử, hệ thống điều hòa tự động, rồi có ghế chỉnh điện. Đấy, nói chung là Fortuner bây giờ nó đã được thay đổi rất là nhiều, và thực sự là anh chị thì cái dòng này anh chị là nó hội tụ rất là nhiều những tính năng an toàn, và so với những chiếc xe mới bây giờ thì nó cũng không khác là bao nhiêu. Động cơ cũng y chang như vậy, hộp số cũng y chang như vậy, nhưng thực sự chiếc xe này anh chị mua về đi, anh chị tiết kiệm được rất là nhiều. Đèn phía sau là đèn LED nha quý anh chị. Có một tính năng nữa là báo phanh khẩn cấp quý anh chị. Đấy, rất là hay luôn. Đấy, anh chị nhìn nha, ở phía sau chi tiết mà chrome sáng bóng, cảm biến khoảng cách ở phía sau, hai cảm biến. Đấy, còn gầm bệ anh chị xem qua nha, vỏ này, vỏ còn rất là dài luôn quý anh chị. Rồi, đây, gầm bệ còn mới tinh nha. Mình xem qua. Đây, camera gear đây quý anh chị. Rồi, đây, cốp đựng đồ phía sau. Đây, đây là vị trí để đồ nghề này ha. Đó, bằng sau thì dường như rất ít khi sử dụng nha quý vị, cho nên là ghế da rồi còn đẹp lắm. Thì chắc chắn là hai cái dãy giữa và dãy sau này, và ghế bên phụ á thì ít khi có người sử dụng. Đó, anh chị nhìn cái những cái chân ghế này anh chị là biết rồi. Đó, những vị trí này nè anh chị, nếu sử dụng nhiều á thì nó sẽ đóng lên xuống nhiều á, cho nên sẽ rất dễ bị trai. Đấy, và anh chị chỉ cần nhìn cái dãy giữa anh chị thấy đẹp là anh chị biết rồi, dãy sau này ít người sử dụng rồi. Vì thường thường á là đi á, nếu như mà trường hợp mà chỉ có 2-3 người á thì ưu tiên ngồi dãy giữa chứ phía trước thôi, chứ ít khi nào ngồi ở dãy sau. Đấy, tắp bi rồi còn đẹp lắm quý vị. Đấy, anh chị xem qua nha. Keo sùng thì anh chị yên tâm. Đây, keo sùng còn nguyên nha. Đó, bù loan con tán. Đấy, thì đây là một cái mẫu xe mà gia đình sử dụng quý vị, gia đình sử dụng, cho nên là anh chị mua những chiếc xe như thế này về anh chị đi cực kỳ sướng, và giá thì hiện tại bên Huy đang niêm yết giá cũng khá là tốt anh chị, chỉ có 825 thôi. Thực sự là khi mà thời điểm anh chị mua chiếc xe mua mới quý chị thì bỏ ra khoảng tỷ ba ngoài đó mình mới mua được chiếc xe này, nhưng mà hiện tại xe này có mức giá chỉ bao nhiêu chỉ có 825 thôi quý chị. Mình thêm một tí ít thuế rồi nữa là mình có thể lăn bánh ra giấy tờ đó, thêm một tí xíu nữa thôi. Đó, còn xe thì động cơ, hộp số, máy móc, mọi thứ rất là đẹp, và động cơ máy móc thì không khác gì xe mới quý chị ha. Đấy, ghế da này chị rất là đẹp, hộp số có chế độ Eco Power, đèn số đó quý chị. Đấy, chuẩn đẹp, chất lượng này. Những chiếc xe tại hãng thì bên Huy kiểm tra rất là kỹ lưỡng, cho nên là anh chị yên tâm nha, yên tâm về xe, về chất lượng của sản phẩm. Đó, bên hãng thì bên Huy làm cực kỳ kỹ. Thì đó là một số những cái điểm mà Huy chia sẻ để cho quý cô chú anh chị mình nắm. Và với 2019 thì phía tài chính Toyota sẽ hỗ trợ cho quý anh chị mình vay nha. Cabo mà của Fortuner mà nhập á, nặng cực kỳ nặng luôn quý anh chị. Rồi đây, động cơ nguyên bản nha quý anh chị. Đấy, nguyên bản. Rồi có chế độ bảo hành đầy đủ cho quý anh chị. Đấy, có cam kết là chưa từng đại tu, chắc chắn rồi. Đó, anh chị yên tâm. Còn xe thì gia đình đi mà anh chị, cho nên là chủ xe đi khá là kỹ.
Ok, thì đó là một số những thông tin về sản phẩm thì Huy cũng gửi đến sơ lược cho quý anh chị mình nắm. Thì quý anh chị nào có nhu cầu về mẫu xe nào, xe này thì liên hệ sớm để Huy hỗ trợ tư vấn cho anh chị. Và anh chị nào mà chưa tìm được cho mình một mẫu xe phù hợp đó, thì anh chị có thể nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc dưới bên phải màn hình để có thể đón nhận những sản phẩm mới về tại Toyota Huy Smart Tân Cảng bên Huy nha. Địa chỉ bên Huy là 220 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 2, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Huy Smart Tân Cảng. Huy xin kính kết thúc video và kính chào quý anh chị, chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.